Mở màn cho liên hoan nghi lễ Hầu Đồng Hà Nội 2017, ban tổ chức xin thỉnh mời Thanh Đồng Đặng Thị Hiễu, sinh năm 1935, thủ nhang chủ trì Gia Thụy Linh Từ, đền rừng phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cụ đã nhiều năm thần hôn phục sự tiên lãnh tứ phủ tại đền rừng Gia Thượng nơi đây. Thanh Đồng đã tham gia nhiều liên hoan nghi lễ Hầu Đồng của một số đơn vị, nhất là Hội Di sản Văn hóa Tăng Lòng Hà Nội. Ngày hôm nay, Thanh Đồng đoan giá phục hành ba giá đồng: quan lớn đệ nhất, châu đệ nhị Đông Quương, ông Hoàng Bơ Thoải. Thỉnh mời chủ nhang đền rừng Đặng Thị Hiễu loan giá phục hành. Thiên bản nhà lê cài trần.
nhiệt pháp giới mong ngoan chư Phật đại lộ tất gia văn thủy giữ thế tướng thân thành lên ngất chư Phật toàn thân nam mô nhân ứng giang bồ tát ma tát nam mô ứng giang bồ tát ma tát nam mô nhân ứng giang bồ tát ma tát nam mô sa thanh giá hồi cúc biết đi địa tiên ma cực xưa dân thành mong mỗi đời sông sông chiến đá ngại ngạc lô nhật minh nương gia du từ màu lượng cô hương hoa đôi đắc thanh hương trí tâm kim cương nhất chu biến thập phương nam mô nhang cúc giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúc giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúc giảng bồ tát ma ha tát lần long nữ ngược lên thủy cung A Di Đà Phật A Di Đà Phật Sa La Thủ Tổ Kinh Đan Diệu Đàn Càn Tất Tất Lễ Chân Thường Nam Mô Tây Phương là kinh sứ đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư Nam Mô Cứu Khổ Độ Lạc Linh Đàn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Cứu Khổ Độ Lạc Linh Đàn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Sa Loan Thanh Giá hồi cúc tên quan lê cung thỉnh mời biệt nhất nhân lý tôn quan ngài làm trong giang sa đoàn Thank you.
Thích Ca Cung Gia Kim Phục Hoàng Thân Thần Phật Thánh Chúa Thiên Trung Vương. Càng văn giả lăng tử dân mất chúng sinh đi qua hiệp tinh lễ ngài về chiếu đàn dư duyên. Truyền phát tác quan ngài về truyền phát tác quan tả văn hữu võ lưỡng ban đáo đàn lịch truyền văn võ tôi hàng. Chúng ngàn
về Nam. Thanh Quy Nguyệt mặn sao tàn mi. Thank you.
châu bà sắp chơi bát cành ngũ nghỉ.
bảo lắng nghe sang. Thương tập mi hạ thương nghi hổ lắng nghe về trong quyền trong tay tam tập lục lục ngàn trong y.
Bích Đằng cung ra tìm phục hoàng cao tận Phật thật chú thiên trung hương. Ông bơ sưởi ấm hồn đi.
bầu rượu. Ông có ngồi tựa màn đỏ bút thiên yên lòng họa vận thơ lai lãng. Hoàng bơ mới hỏi cúc đi hằng, cung hằng ơi sao đêm chắc chắc đi lúc lúc mờ lúc sáng đi. Lấp đầu non ngày ông chẳng còn vẫn vương vẫn biết gì đây. Đã loan gia phụ thành chu viên nghị mãn ba giá đồng một cách trang nghiêm thành kính để nguyện cầu phò thánh tăng phúc thọ cho thanh đồng được phúc như đông hải họ Tỷ Nam Sơn để tiêu hương chức thánh phụng sự chư vị tại bản từ.